chương 13, đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng, 7 đầu. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú. Và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng, ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được, nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài, cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, và những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Thiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai hãy nghe, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có 2 sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu, hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666.